Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sốc với 6 loại trái cây, thần dược cũng như độc dược. Quý vị và các bạn thân mến, trái cây là nguồn cung cấp dinh dưỡng và các vitamin rất bổ ích cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn trái cây không đúng cách, sẽ vô tình khiến chúng ta trở thành độc dược, vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. 6 loại trái cây đặc sản Việt Nam này rất tốt cho sức khỏe khi ăn vào ban ngày. Tuy nhiên, chúng có thể gây hại khi ăn vào ban đêm. Vì vậy, loại trái cây thần dược cũng như độc dược này sẽ thay đổi hoàn toàn chức năng và công dụng nếu chúng ta ăn không đúng cách và ăn quá nhiều vào buổi tối. Sau bữa ăn tối thì những thần dược trên sẽ biến thành độc dược, có thể gây hại cho sức khỏe. Sầu riêng. Các nhà nghiên cứu đánh giá cao về mặt dinh dưỡng của quả sầu riêng. Không chỉ là loại quả bổ dưỡng, sầu riêng còn được xem là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì sẽ gây nóng trong người, dễ sinh mụn nhọt. Với hàm lượng đường cao, người bị huyết áp cao, huyết áp thấp, đường huyết cao, tim mạch không tốt, loét đường ruột nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối vì dễ gặp biến chứng. Nên giảm ăn cơm sau đó mới ăn sầu riêng để tránh tình trạng hấp thu năng lượng quá mức. Bơ. Trong sách Guinness có ghi bơ là trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Cứ 100g thịt trái bơ chín thì lại có 60g nước, 2,08g protein, 20,10g lipid, 7,4g glucid. Các khoáng chất Ca 12mg, P 26mg, Fe 0,6mg, vitamin A 205mg, P1 0,05mg, C 20mg. Các amino acid, cysteine, tryptophan. Bên cạnh đó, quả bơ còn có nhiều chất kháng khuẩn. Quả bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống tim mạch, huyết quản và gan, làm khỏe dạ dày, thanh lọc ruột. Đây là loại quả rất thích hợp để bồi bổ cho trẻ em và người già. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ nên ăn một quả. Bên cạnh đó, bơ có hàm lượng mỡ thực vật rất cao, do đó không nên ăn nhiều vào buổi tối. Thanh long. Thanh long là loại quả đặc sản quen thuộc của người Việt và nổi tiếng là giàu dinh dưỡng. Hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào của loại quả này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Trong quả thanh long có nhiều các vi nguyên tố như vitamin C, vitamin B1, B2, B3, canxi, phốt pho, sắt, v.v. Thanh long được xem là loại trái cây giảm béo hiệu quả và có tác dụng phòng chống táo bón. Đây là loại trái cây chứa nhiều đường, không nên ăn nhiều vào buổi tối. Những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, tiểu đường, đặc biệt nên tránh xa loại quả này sau bữa tối. Xoài. Một miếng xoài trung bình chứa 100 calo, 1 gram protein, 0,5 gram chất béo, 25 gram carbohydrate, 23 gram đường và 3 gram chất xơ. Khẩu phần này đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin C, 35% vitamin A, 20% folate, 10% vitamin B6, 8% vitamin K và kali của cơ thể. Loại quả thơm ngon này còn chứa canxi, sắt, đồng và một số hóa chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa zeaxanthin trong xoài giúp lọc những tia sáng xanh gây hại cho mắt, nhất là nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở tuổi già. Bên cạnh đó, một số chất dinh dưỡng như beta-carotene có trong xoài còn giúp ngăn ngừa bệnh suyễn, ung thư tuyến tiền liệt và kết trực tràng. Do có chỉ số đường cao, bạn không nên ăn nhiều xoài về đêm, đặc biệt là với người mắc tiểu đường. Na, mãng cầu. Nguồn dinh dưỡng trong quả na rất nhiều, nhất là vitamin C. Một quả na có thể cung cấp 1/5 nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần. Vì vậy, nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả cho cơ thể.
Ngoài ra, na còn chứa nhiều chất xơ, carbohydrate, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Quả na rất có ích cho người ăn kiêng hoặc đang muốn giảm cân. Bởi nó không chứa chất béo bão hòa và cholesterol. Na rất ngọt, lượng đường cao nên cần chú ý cẩn trọng khi ăn vào buổi tối. Măng cụt. Măng cụt được xem là một loại quả rất giàu dinh dưỡng với các vitamin như B1, C, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt. Bạn nên bổ sung măng cụt vào thực đơn ăn tráng miệng hoặc ăn vặt vào ban ngày, nhưng nên tránh xa loại quả ngon lành này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Hơn nữa, chất xanthôn trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc. Nếu muốn, bạn chỉ nên ăn loại quả này vào ban ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong trái cây có nhiều loại vitamin, chất xơ, glucose, vi chất dinh dưỡng, v.v. Tuy nhiên, không phải những chất này lúc nào cũng tốt cho sức khỏe. Nên ăn nhiều, chúng rất dễ gây nóng trong người, làm phát triển mụn nhọt. Sau đây, Sức Khỏe Tự Nhiên xin giới thiệu đến các bạn 15 loại trái cây càng ăn nhiều càng dễ nổi mụn. 1. Quả nhãn. Đây là loại trái cây ưa thích của nhiều người vì nó dễ dùng, ngon, ngọt, thơm. Tuy nhiên, loại quả này là nguồn cơn gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa. Đặc biệt, với những phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn nhãn vì khi ăn vào, cơ thể sẽ nóng, gây xáo trộn sự phát triển bình thường của thai nhi, dẫn đến chảy máu, đau bụng. 2. Quả mận. Mận chứa nhiều carotin, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali, v.v. Có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, lạm dụng loại quả này, ăn quá nhiều cũng làm nóng trong người. Vì quả mận có tính nóng, phụ nữ mang thai ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong, có thể gây phát ban, mụn nhọt, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. 3. Quả vải. Là loại quả có hàm lượng đường quá cao, không tốt cho những thai phụ đã từng mắc bệnh tiểu đường cũng như chứng thừa cân. Bên cạnh đó, vải có tính nóng nên chị em bầu cần hạn chế, không nên bổ sung quá nhiều vào cơ thể. 4. Quả đào. Quả đào có vị ngọt, tính nóng nên nếu ăn nhiều đào, bà bầu sẽ bị xuất huyết. Lông ở vỏ quả đào rất dễ gây ngứa, rát cổ họng, không tốt cho người hay bị ho, mẫn cảm hay bị dị ứng. Vì thế, không nên ăn quá nhiều đào và khi ăn nên gọt vỏ để tránh ăn phải lông đào. 5. Quả na. Na có mùi rất thơm, vị ngọt liệm, được nhiều người ưa thích vì dễ ăn. Tuy nhiên, quả na được coi là một trong số các loại quả gây nóng nhất cho cơ thể và chỉ cần ăn vài quả là có thể làm nổi mụn cho một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí, nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn trên mặt. 6. Quả ổi. Loại trái cây này cực nhiều vitamin C, dễ ăn, rất gần gũi với người dân Việt Nam. Loại quả này là một trong những món khoái khẩu của nhiều người. Thậm chí lúc ngán, không ít phụ nữ ghiền ổi. Ổi cũng có thể ăn được bất kể lúc xanh, ương ương hay chín. Mặc dù vậy, quả ổi cũng là khắc tinh đối với sức khỏe nhiều người, đặc biệt là với những người hay táo bón nên tránh. 7. Vú sữa. Loại quả này thông dụng ở miền Nam hơn ở miền Bắc, nhưng vì thơm ngon, dễ sử dụng nên người dân dù ở miền nào cũng rất thích dùng. Thế nhưng, loại quả này khi thời tiết nóng nực, oi bức, không nên ăn nhiều vì vú sữa tính nóng. Khi ăn vú sữa nhớ tránh xa phần vỏ, vì nếu ăn phạm sẽ bị táo bón do có chứa nhiều nhựa chát. 8. Quả xoài. Theo đông y cổ truyền Việt Nam, xoài không phải có tính nóng như mọi người vẫn nói, mà nó có tính bình. Tuy nhiên, với những quả xoài chín mọng ngọt ngào, nếu ăn nhiều sẽ sinh nhiệt. Trẻ em ăn nhiều cũng bị nổi mụn, rôm sảy, v.v. Những người làm việc trí óc nên dùng xoài chín vì có công dụng bổ trí não. Quả xoài xanh như xoài tường,
ăn với nước mắm đường chứa nhiều sinh tố C. Vì vậy, mùa nắng nóng ăn xoài xanh sẽ phòng từ xa cảm cúm. 9. Quả táo. Nước táo có thể chống tiêu chảy và chống táo bón nếu uống khi đói. Nếu uống sau bữa ăn, nước táo ép rất tốt cho đường tiêu hóa. Tuy nhiên, táo chứa nhiều đường và kali, nên nếu ăn quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tim, thận. Những người mắc các bệnh như tim, mạch vành, nhồi máu cơ tim, các bệnh liên quan đến thận, bệnh tiểu đường không nên thường xuyên ăn táo. 10. Quả lê. Loại trái cây này Việt Nam hầu như không có mà toàn nhập khẩu từ nước ngoài về, đặc biệt là của Trung Quốc. Trái lê có tác dụng chữa chứng ho, nhiệt, viêm họng. Những người thường xuyên lạnh bụng, những người bị tiểu đường không nên ăn. 11. Trái hồng. Trái hồng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, có tác dụng giảm huyết áp, nhuận phổi. Nhưng vì hồng có rất nhiều nhựa nên không tốt cho dạ dày. Khi kết hợp với axit dạ dày, gây tức thượng vị, khó tiêu. Những người bị chứng táo bón, bụng đói không nên ăn hồng. Đặc biệt, sau khi ăn cua, tuyệt đối không nên ăn hồng, bởi hai thứ này kết hợp sẽ tạo sỏi trong dạ dày. 12. Quả lựu. Là loại trái cây nhiệt đới, chứa nhiều đường, chất khoáng và vitamin. Lựu có tác dụng hiệu quả trong việc chữa trị chứng viêm họng, tiêu chảy, xa trực tràng. Các chuyên gia nói rằng lựu sẽ không tốt cho răng, vì vậy không nên ăn quá nhiều. Đặc biệt, những người thể chất yếu cũng không nên ăn lựu. 13. Quả hạt dẻ. Hạt dẻ chứa nhiều chất bột, protein và nhiều loại vitamin có lợi cho gan và thận, điều chỉnh chức năng của dạ dày. Các chuyên gia khuyên những người mắc bệnh về thận nên thường xuyên ăn hạt dẻ. Tuy nhiên, hạt dẻ rất khó tiêu hóa nên không nên ăn quá nhiều trong một lần. 14. Quả mít. Mùa hè đã nóng lại còn có trái mít, một loại trái cây gây ra nóng, mụn nhọt tức thì cho sức khỏe nếu sử dụng. Tuy nhiên, trái mít thơm lừng, muối vàng mọng ngọt sẽ khiến nhiều người không cưỡng lại được. Vì thế, dù có muốn ăn thế nào cũng nên dùng mít hợp lý, không nên ăn nhiều cùng lúc và liên tục, nên hạn chế ăn nhất là lúc tiết trời oi bức. 15. Sầu riêng, chôm chôm. Hai loại trái cây này cũng được liệt vào danh sách trái cây có tính nóng và thông thường chúng thịnh hành ở phía Nam. Những loại trái cây này sẽ tiếp lửa cho cơ thể bạn và khi dùng nó chắc chắn không tránh khỏi mụn nhọt. Tuy nhiên, ăn vài quả và ăn không thường xuyên chắc chắn cũng không đến mức nguy hại cho sức khỏe. Lưu ý khi sử dụng trái cây nóng. Bác sĩ Lương Ngô Hải Triều, khoa hồi sức Bệnh viện Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, tùy vào cơ địa mỗi người, việc hấp thu một lượng đường đáng kể ở các loại trái cây ngọt này cần có hạn mức. Chẳng hạn, khi bạn dung nạp một lần từ 8 đến 10 trái vải hai nhãn, 1-2 trái xoài, muối sầu riêng thì điều này còn giúp thấm da, mát thịt. Vì các chất vitamin phong phú và lượng đường tự nhiên trong trái cây có lợi cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn dung nạp một lượng quá mức, ví dụ như một người ăn cả ký vải, nhãn, xoài hay sầu riêng, thì lượng đường trong các loại trái cây này sẽ làm tăng nhiệt cơ thể và gây nóng là điều đương nhiên. Bên cạnh đó, những người có cơ địa nóng, da mẫn cảm, người bị tăng đường huyết, khi ăn nhiều trái cây, nạp thêm nhiều đường sẽ sản xuất thêm axit, giảm kháng thể, gây ra hiện tượng mụn đỏ hay dị ứng da. Nên ăn trái cây tùy theo thể trạng và sức khỏe của mình. Trước hết, bạn xác định cơ thể mình nhiệt hay hàn, nóng hay lạnh, để ăn trái cây như biện pháp điều hòa thân nhiệt. Người có thân nhiệt nóng thường có biểu hiện đổ mồ hôi trộm, nóng bức rứt, đại tiện khó, nước tiểu vàng. Người thân nhiệt lạnh có biểu hiện đại tiện lỏng thường xuyên, đi tiểu đêm nhiều lần, xương lưng và khớp gối thường lạnh. Đối với trái cây, trái loại mát thường có vị chát, chua, ít ngọt. Trái loại nóng rất nhiều chất béo và nhiều vị ngọt. Đối với người cơ địa hàn thì nên ăn trái cây tính nhiệt hoặc bình. Người cơ địa nhiệt thì bổ sung trái cây tính hàn để hạ nhiệt cơ thể. Nếu bạn dung nạp thuận chiều với cơ địa hay ăn quá nhiều một loại trái cây mát
nóng cũng đều bất lợi. Một khẩu phần ăn hợp lý là đủ lượng đường, đạm, chất béo, khoáng chất, chất xơ. Nếu bạn nạp quá nhiều đường hay quá nhiều chất béo, nhiều năng lượng sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa, thức ăn khó tiêu. Bạn bị mất ngủ sẽ dễ nóng nảy cao gắt, phát sinh mụn nhọt. Ngược lại, bạn ăn trái cây nhiều chất xơ, sinh tố, khoáng chất nhưng không nạp đủ lượng calori cần thiết sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, trầm cảm, âu lo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.